Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đồng Nai quê tôi. Và video ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đi tham quan một số khu vực như là chợ Tân Mai và điểm cuối là ngã Ba Thành. Đây là khu vực chợ Tân Mai hướng đường Phạm Văn Thuận đi về thành phố Biên Hòa. Và ngày hôm nay là ngày 5 tháng 4 năm 2022. Lúc này là khoảng 8 giờ sáng, bầu trời rất là trong xanh, có nắng nhẹ. Nhiệt độ ngày hôm nay rất là lý tưởng. Lúc này nhiệt độ khoảng 30 độ C. Đến thời điểm này thì tình hình dịch bệnh tại Đồng Nai đang có chiều hướng giảm. Trong 24 giờ qua thì Đồng Nai chỉ ghi nhận 825 ca dương tính mới cả test nhanh và PCR. Trong đó có 38 ca test PCR, còn lại là test nhanh. Ở khu vực chỗ này chúng ta rẽ tay trái, chúng ta sẽ đi vào phường Tân Mai cũng như là giáo xứ Tân Mai. Địa bàn thành phố Biên Hòa trong 24 giờ qua vẫn là địa bàn có số ca dương tính đông nhất, 259 ca. Huyện Nhân Trạch có 52 ca, huyện Vĩnh Cửu có 43 ca, huyện Trảng Bom 32 ca, huyện Long Thành 63 ca, huyện Thống Nhất 27 ca, huyện Định Quán 169 ca, huyện Tân Phú 68 ca, huyện Cẩm Mỹ 56 ca, thành phố Long Khánh 22 ca và huyện Xuân Lộc là 34 ca. Góc chỗ này là khu vực thuộc giáo xứ Tân Lộc. Như vậy là tình hình dịch bệnh tại Đồng Nai đến lúc này số ca dương tính đang có chiều hướng giảm. Và số ca tử vong trong 24 giờ qua có 3 ca tử vong và có hơn 900 bệnh nhân khỏi bệnh. Đến lúc này thì Đồng Nai đã chích mũi 3 được trên 57%. Và ngày hôm nay thì các khu vực hiện tại đang cho người dân chích mũi 3 là tại khu vực công viên Minh Hùng cũng như là tại khu vực phường An Bình. Quý vị và các bạn ở Đồng Nai, ai chưa chích mũi 3, đặc biệt là thành phố Biên Hòa, chúng ta có thể liên hệ đến các khu vực như ở khu chợ Biên Hùng cũng như là phường An Bình. Khu vực trước màn hình quý vị và các bạn đó chính là khu vực Vincom, hay còn gọi là ngã tư là Cường ngày xưa. Bầu trời rất là xanh, nhiệt độ rất là lý tưởng để ngày hôm nay chúng ta dạo một vòng khu vực địa bàn thành phố Biên Hòa. Tiếp theo thì tôi sẽ rẽ trái để đi vào đường Võ Thị Sáu để cập nhật khu vực ánh sáng cũng như là có khu vực đường Hà Huy Giáp, khu vực ánh sáng phố Đại Gia. Đường Võ Thị Sáu hay còn gọi là đường 5 nối dài. Đây, mọi người có thể thấy phía bên tay trái chúng ta sẽ hơi dựng rất là nhiều tại quán Quy Treo. Dọc bên đây cũng vậy. Khu vực đường Võ Thị Sáu này vào buổi sáng thì tập trung có một số quán như là ngay góc chỗ Đồng Quê có bán bún cá rô đồng. Đây cũng là một địa điểm mà họ tập trung rất là đông. Cũng như là đường Hà Huy Giáp có quán bún bò tại chỗ khu vực Golden Bluetooth. Và đây là khu vực cầu Đồng Tràm hay còn gọi là kênh Thúi. Phía bên tay trái của chúng ta đó chính là quán Đồng Quê. Đây sẽ hơi dựng ở đây rất là nhiều. Ở đây có bún cá rô đồng. Sắp tới đây thì khu vực này sau khi xây dựng lên thì sẽ rất là phát triển. Đồng Nai đang cải tổ các hạ tầng rất là nhiều để xứng đáng với lại đô thị loại 1. Đặc biệt là khu vực đường 30 tháng 4 đang làm lề đường hai bên. Đây, khu vực chỗ này là tập trung các quán ăn nhậu. Góc chỗ này thì quán ăn nhậu cũng khá là nhiều. Và lúc này thì quán Ca Tân 2
chính thức sang quán. Đây, khu vực chỗ này vào buổi tối có một số quán lẩu rất là nhiều. Lẩu gà lá é, một trong những đặc sản tại Phú Yên. Đây là có một số quán như là Ca Tân 2 cũng như là những người bạn. Một số bạn cứ lầm tưởng là lẩu gà lá é là đặc sản ở Đà Lạt, nhưng thực chất đây là món ăn của khu vực miền Trung, khu Nha Trang cũng như là ở khu vực Phú Yên. Đây là khu vực trồng lá é rất là nhiều. Lá é là một loại nguyên liệu giống như là lá húng quế của mình, nhưng mà nó có cái mùi thơm nồng hơn. Và tại Phú Yên thì có hai loại lá é, gọi là lá é trắng và lá é tím. Khu vực phía bên tay phải mà được quý vị các bạn là khu vực cho người dân làm căn cước công dân. Và sát bên khu vực này là quán Highland và đối diện là quán Catherine. Đối diện với lại Catherine là Phúc Long. Và ngay góc này là quán cà phê Khủng Long. Dọc dọc chỗ này có rất nhiều quán cà phê. Ngay đây có quán cà phê Catinet rất là lớn. Khu vực địa bàn thành phố Biên Hòa thường vào buổi sáng sẽ có nắng và buổi chiều khoảng từ 4 đến 5 giờ chiều thì sẽ có mưa. Lúc này thì thành phố Biên Hòa cũng như là tỉnh Đồng Nai đã bước vào mùa mưa. Dọc chỗ này thì quán ăn sẽ không nhiều. Các quán ăn thì tập trung đa số ở phía dưới. Dọc khu vực này thì ở phía bên trong tập trung một số quán ăn. Đi khoảng hơn 500m nữa thì chúng ta sẽ đến khu vực đó, chính là nhà lầu 5 tầng. Đường xá tại Đồng Nai cũng như là thành phố Biên Hòa đến lúc này thì rất là thông thoáng. Đây là khu vực tập trung rất là nhiều quán ăn dành cho đại gia. Đây là khu vực người ta hay gọi là khu vực ăn sáng dành cho đại gia. Chỗ này tập trung rất là nhiều xe hơi, quý vị và các bạn có thể nhìn thấy từ khu vực chỗ này cho đến khu vực đường Hà Huy Giáp và kết thúc là ngay chỗ vòng xoay Biên Hùng. Đây, chỗ này tập trung rất là nhiều xe hơi hoạt động đây để ăn sáng. Và trước màn hình quý vị và các bạn đó chính là khu vực nhà lầu 5 tầng đang được xây dựng lên. Và đến đây thì tôi sẽ rẽ tay phải để đi đường Hà Huy Giáp hướng đi ra Biên Hùng. Đây là khu vực đường dành cho phố Đại Gia, phố ăn sáng. Khu vực đường Hà Huy Giáp là một trong số những con đường được mệnh danh là đẹp nhất tại thành phố Biên Hòa. Đây, khu vực chỗ này là khu vực bún bò của nhà hàng Golden Lotus, nhà hàng tiệc cưới. Và đây mọi người có thể thấy là xe hơi đậu hai bên đường rất là nhiều tại khu vực này. Lúc này nắng bắt đầu lên cao và có nắng xin rất là đẹp. Và trước màn hình quý vị và các bạn, ngay cổng chào chỗ này và xa xa đó chính là vòng xoay đồng hồ Biên Hùng.
Đây, trong khu vực công viên Biên Hùng là có chích vaccine mũi 3. Lúc này là 8 giờ 10. Đến đây thì tôi sẽ đi thẳng vào đường Hưng Đạo Vương, đi ra đường Phan Đình Phùng. Và điểm cuối của chúng ta đó chính là Việt Quay Hạnh Phúc. Khu vực này cũng có xe hơi đậu dọc hai bên đường rất là nhiều. Đây, ngay góc xe hơi màu đỏ này có quán heo quay, cơm heo quay rất là nổi tiếng. Dọc dọc khu vực chỗ này có thêm tiệm bánh siêu siêu cũng như là cơm gà siêu siêu. Và trước màn hình quý vị và các bạn đó chính là ngã Ba Thành, và mọi người có thể thấy ngay chỗ bánh mì Thu Hà buổi sáng ở đây bán rất là đông. Và phía bên đây là buổi chiều, ngay chỗ này sẽ bán hộp vịt lộn Thu Hà. Lúc này tại khu vực này một số cây dầu đã bắt đầu nở hoa và ra trái, những trái này giống như trái trong chóng vậy. Đây, phía xa xa quý vị các bạn có thể nhìn thấy cây này nó đang chín vàng hết rồi nè, nhìn rất là đẹp. Dọc hai bên đường này có hai cây, những cây dầu rất là đẹp. Nó có nắng xuyên xuống thì chúng ta nhìn thấy những cái cây này, nó những cái trái nó màu vàng thì nhìn cái quang cảnh lên rất là sinh động. Và phía mình quý vị và bạn phía bên tay trái đó chính là khu vực heo quay và vịt quay Bình Phước. Bây giờ tôi sẽ rẽ vào đường Cách mạng tháng 8 và đến đây tôi xin dừng video ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi kênh Đồng Nai của tôi. Nếu như quý vị và các bạn yêu mến kênh Đồng Nai quê tôi, quý vị và các bạn có thể ấn vào nút đăng ký, subscribe, đặc biệt nhớ ấn chuông để nhận được những video tiếp theo mới nhất từ kênh Đồng Nai quê tôi. Còn bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại.